Xin được chào mừng quý vị các bạn đến với kênh truyền hình ô tô Bika TV. Thưa quý vị các bạn, thì thời gian vừa qua mới có một vài chiếc xe của mẫu xe Toyota Land Cruiser 2019 mới được nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam đã tạo lên một cơn sốt khá khủng khiếp. Hiện tại thì cái số lượng người đặt mua đã khá là đông và có thể đặt mua lên đến tháng 9 và tháng 10 năm 2019. Hôm nay chúng tôi sẽ xây dựng một video clip để có thể giới thiệu đến quý vị và các bạn có thể biết được những dân chơi hay những người sành xe và những người đam mê xe ô tô, đặc biệt là dòng xe Toyota Land Cruiser, đã độ thêm những phụ kiện gì để có thể trở thành một mẫu xe Toyota Land Cruiser xuất Mỹ 5.7. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Chúng tôi đang có mặt tại một showroom rất uy tín chuyên về xe sang tại thủ đô Hà Nội. Thì thoạt nhìn chúng ta có thể thấy đây là mẫu xe Land Cruiser VXS và V8 cũng như là Toyota Land Cruiser 5.7. Và cái mẫu xe này thì mẫu xe 4.6, tức là nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, giá chỉ từ 3 tỷ 983 triệu thôi. Nhưng mà xe 5.7 này thì có thể rơi vào khoảng tầm 6 tỷ, đúng không ạ? Tức là khoảng chênh nhau khoảng 2 tỷ. Nhưng kiểm tra kỹ hơn thì không phải là như thế, mà xe này đã được chủ nhân đã độ thêm rất nhiều phụ kiện. Và chúng ta nhìn bề ngoài không khác gì chiếc xe Toyota Land Cruiser 5.7. Cái việc đầu tiên mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay và lầm tưởng rằng là cái bộ body kit này là của xe Toyota Land Cruiser 5.7 rất sang trọng, thì đây chính là bộ ốp body kit mà đã được lắp thêm. Bình thường thì Toyota Land Cruiser phiên bản 4.6 không có cái bộ body kit này, nhưng mà sang khi mà độ lên chúng ta có cái bộ độ body kit 5.7 trông rất là sang trọng, với những cái đường mạ chrome rất là tinh tế và nhìn rất là hoành tráng cũng như là hầm hố. Chúng ta có thể nhìn thấy chúng ta có thể thấy độ thêm đó là gì nữa. Chúng ta có thể nhìn thấy đây chính là một cái camera, thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhìn thấy, có thể liên tưởng được đây chính là camera phía trước và đó chính là camera 360 độ mà chúng ta sẽ kiểm tra ở trong xe. Cái chi tiết độ thứ hai mà quý vị các bạn có thể dễ dàng kiểm tra đó là gì? Đó là cái bậc lên xuống này cũng được thiết kế mới hơn và khác so với cái phiên bản Toyota Land Cruiser mà Toyota Việt Nam nhập khẩu về. Nó đã có được trang bị cái đèn ở đèn bước chân này ở cái phần bệ lên xuống, và khi mở cửa ra thì chúng ta sẽ thấy đèn sẽ phát sáng. Đây ạ, đèn sẽ phát sáng rất là sang trọng. Phần thứ ba thì chính là cái bộ body kit, tức là cái ốp cản sau, ốp ba đợt sốc phía đằng sau này cũng được trang bị. Đấy, nhìn trông khá là thể thao. Cái phần thứ bốn này chúng ta sẽ chỉ thêm một cái chi tiết nhỏ thôi, đó là chữ S ạ, chữ S phía đằng sau. Đấy, có thể là Sport, có thể ký hiệu của chữ Sport đây, VXS Sport. Chúng ta sẽ tìm đến cái chi tiết thứ năm mà khách hàng có thể độ thêm. Đây chính là chữ 5.7, nhìn sang hơn rất là nhiều. Toyota Land Cruiser 4.6 và Toyota Land Cruiser 5.7 gần như không có sự khác nhau về mặt bề ngoài, chỉ có thêm bộ body kit và thêm một vài cái chữ thôi. Đấy, đây là chữ 5.7. Chúng ta có thể thấy rằng là gì? Land Cruiser 5.7 thì hơn 6 tỷ, mà Toyota Land Cruiser VX thì chỉ có 4 tỷ thôi. Như vậy là gì? Tức là đã sang trọng hơn đến 150%, đúng không ạ? Từ 4 tỷ đến 6 tỷ ạ. Cái chi tiết thứ 7, tức là cái option lắp thêm đây. Đây là chính là cái nè bước chân mạ chrome có đèn. Đấy, đây chính là chữ Land Cruiser. Land Cruiser đây. Cái chi tiết thứ 8 mà chúng ta phát hiện ra thì đó chính là cái camera ở ngay dưới gương này. Thì ở nguyên bản cái phần xe VX thì không có, nhưng mà sang xe VXS tương lai 7 đã có rồi. Thì ngoài cái camera phía trước, chúng ta sẽ có thêm 3 camera nữa, camera ở dưới hai gương chiếu hậu và camera phía sau, thì kết hợp lại tích hợp trên một cái màn hình gọi là camera 360 độ, giúp quý vị các bạn có thể dễ dàng quan sát hơn rất nhiều lần. Chúng ta thử vào xe nhé.
Thưa quý các bạn, thì đối với những cái dòng xe Toyota Land Cruiser từ 2016 đến 2018 thì chưa được trang bị cái màn hình hiển thị DVD cảm ứng này. Đấy. Nhưng và được tích hợp chỉ có 6 loa thôi, nhưng mà sang mẫu mới tức là phiên bản 2019 thì đã được trang bị màn hình DVD loại rất là mới và được tích hợp lên đến 14 loa JBL. Đấy là một trong những cái công nghệ loa tiên tiến, cũng như là cho âm thanh dạng vòm và chúng ta nghe thì giống như một cái dàn opera. Hiện tại thì đây tôi đang ngồi trên phiên bản xe sản xuất 2015, đăng ký 2016 và đã khách hàng đã độ thêm cái màn hình hiển thị DVD này. Đấy, màn hình cảm ứng đây rất là sang trọng và được độ thêm, quý các bạn có thể để ý là cái hai cái màn hình LED phía sau, hai màn hình LED phía sau giúp quý các bạn có thể dễ dàng tận hưởng những cái âm thanh, có những hình ảnh rất là tuyệt vời ở trên dòng xe, mẫu xe này. Hiện tại thì trên xe, mẫu xe 2016 này cũng được trang bị thêm cái loa trầm và có cái khả năng điều chỉnh loa. Đây, trang bị một cái loa dạng loa trầm đây. Và loa được trang bị thêm loa Pioneer nhá. Pioneer cũng rất là hiện đại. Đương nhiên những cái tính năng kỹ thuật thì chúng ta không cần bàn thêm nữa, nhưng mà chúng ta sẽ kiểm tra thêm một chút liên quan đến cái camera 360 độ cụ thể ra sao. Chúng ta có thể nhìn quan sát đây. Đây chính là camera 360 độ. Chúng ta có thể nhìn rất rõ ràng là phía đằng trước đây, phía đằng bên tay trái á, phía đằng bên tay phải giáp tường và phía đằng sau. Chúng ta có thể nhìn thấy á, đây camera phía sau chúng ta nhìn thấy ngay một chiếc xe phía sau. Quan sát là vô cùng dễ dàng nhờ cái camera 360 độ. Phải nói rằng đối với những người sành xe thì họ hoàn toàn không tiếc tiền để trang bị những cái trang thiết bị phụ kiện cho những cái dòng xe của họ. Tôi ước tính đối với tất cả những cái phụ kiện này có thể lên đến hàng trăm triệu. Đấy, và rõ ràng và khi chúng ta đầu tư thêm thì nó sẽ giúp cho chiếc xe của quý các bạn trông rất là sang trọng và có thể trông rất là hầm hố cũng như là lịch sự hơn rất nhiều. Thưa quý các bạn, thì nếu như quý các bạn có nhu cầu trang bị tất cả những phụ kiện lắp thêm hay là độ xe trên dòng xe Toyota Land Cruiser thì hãy vui lòng gọi điện cho chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý vị và các bạn. Hãy like và đăng ký kênh để chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý vị và các bạn nhiều hơn nữa. Thay mặt những người làm chương trình xin được gửi lời chúc sức khỏe đến quý vị và các bạn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.